Vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là Tết cổ truyền của Việt Nam sắp tới rồi Và nhân câu chuyện về sắp đến mùa Tết Thì có rất nhiều các anh chị Việt Kiều hồi hương Để mà mình về tận hưởng những cái Tết quay quần bên gia đình của mình Họ hàng mình Và những cái câu chuyện ở đây thì em cũng có một vài các anh chị trao đổi Thì Dũng cũng xin làm một cái video để giới thiệu và hướng dẫn với anh chị Về việc là Việt Kiều thì mở tài khoản chứng khoán như thế nào nếu như mình không ở việt nam thì mình mở tài khoản như thế nào mình không ở việt nam mình giao dịch như thế nào mình không ở việt nam thì mình chuyển tiền vào chuyển tiền ra như thế nào thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về việc rằng là anh chị là người việt kiều khi chúng ta về nước hoặc chúng ta không có nhiều điều kiện về nước thì chúng ta có mở tài khoản chứng khoán được không thì thưa với anh chị là chúng ta sẽ mở được tài khoản chứng khoán cả người trong nước và người ngoài nước Tức là nếu như anh chị là người Việt Kiều thì đa số anh chị sẽ có hai quốc tịch Hoặc anh chị chỉ có một quốc tịch tại nước sở tại thôi Thì mình vẫn sẽ mở tài khoản tại chứng khoán Việt Nam được Nhưng nếu như anh chị có quốc tịch Việt Nam Anh chị sẽ mở tài khoản trong nước và dùng khuyến khích khuyến khích anh chị hãy sử dụng quốc tịch Việt Nam Vì mở tài khoản trong nước thủ tục nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều Nhưng khi anh chị không có quốc tịch ở nước ở trong nước á, thì anh phải anh chị phải mở thủ tục để mở tài khoản cho người nước ngoài mà mở tài khoản cho người nước ngoài thì cần có những văn văn bản quy định về pháp luật thì những cái vấn đề đó thì nó tương đối là phức tạp thì cái đó thì em nghĩ rằng là các anh chị nên trực tiếp trao đổi liên hệ với Dũng để Dũng đưa ra những phương án vậy thì khi anh chị đã có một chứng minh nhân dân ở trong nước thì anh chị anh chị mở tài khoản như thế nào anh chị chỉ cần cung cấp những những cái thông tin như này cho Dũng à, những cái thông tin cá nhân của mình email cá nhân số điện thoại ngày tháng năm sinh chứng minh nhân dân ngày cấp nơi cấp À, và đề, và và những cái thông tin này là những thông tin chính xác thì mình sẽ dùng sẽ soạn hợp đồng và gửi cho anh chị nếu như anh chị nói rằng là mình không ở Sài Gòn mình không ở Hà Nội mình không ở Đà Nẵng thì có có mở tài khoản được không thì vẫn thưa với anh chị là vẫn trong một vài điều kiện thì vẫn mở được nhưng hãy trực tiếp liên hệ với Dũng để chúng ta trao đổi nhau với nhau thêm thì cái quan trọng nhất trong việc mà mở tài khoản chứng khoán đó là anh chị cần có một số chứng minh nhân dân có thể rằng là, là chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước nhưng mà nó phải có có hiệu lực chứ không phải là nếu mà nó đã hết hạn rồi thì không 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 thể nào mở được nữa hạn thì như thế nào tức là từ cái ngày cấp đó cộng lên 15 năm đó gọi là cái hạn của ngày chứng minh nhân dân còn trong thẻ căn cước thì có 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 hạn của thẻ căn cước là trong cái mặt trước của thẻ căn cước là nó là nó có ghi cái vấn đề đó thì những cái thông tin đó chỉ cần một vài thông tin đó thêm với là email số điện thoại anh chị ở hay dùng ở ở việt nam thì sẽ mở được tài khoản tại chứng khoán fpt cái thứ hai nữa là việc nhanh nhất đó là anh chị có thể chụp hai mặt chứng minh dân mà anh chị đang sử dụng anh chị gửi qua email cho dũng hoặc là gửi qua số điện thoại sms zalo viber uh, qua số điện thoại này hoặc là cái email qua nhổ stock com a uh, à, uh, gmail com thì em sẽ là người làm cho anh chị uh, về cái vấn đề này anh chị ở thành phố hồ chí minh cũng được ở hà nội cũng được ở đà nẵng cũng được ở trên cái đất nước hình chữ s này là đều được cho đó anh chị cứ liên hệ với dũng và dũng sẽ làm 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 hồ sơ và gửi cho anh chị cái thứ hai đó là nếu như anh chị là người nước ngoài thì anh chị để ý là mình phải có một cái trading code và nó có nó có thời hạn thì cái trading code này tức là sao cái này chính là cái giấy đăng ký mã số mã số giao dịch và anh sẽ anh chị phải đăng ký với trung tâm lưu ký của chứng khoán Việt Nam và công ty chứng khoán FPT sẽ là nơi hỗ, hỗ trợ cho anh chị để thực hiện cái để xin cái giấy phép trading code này cộng với lại các thông tin cá nhân của mình tại nước sở tại, tức là các quốc tịch của mình là nước nước sở tại mà mình đang sinh sống và mình sẽ xin một cái giấy phép đăng ký mã số giao dịch gọi là trading code. Thì cái trading code này thì nó gồm có ba có bốn có bước để anh chị xin và thời điểm thời hạn của nó là khoảng mất từ 5 đến 7 ngày. Cho nên đó là lý do tại sao mà nếu như anh chị đang có tận dụng mùa về 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 Việt Nam để ăn Tết cổ truyền á thì anh chị có thể rằng là sắp xếp thời gian để mà hoàn thiện được những cái thủ tục này trước khi mà mình về lại cái nước sở tại để mình làm ăn sinh sống thì nó gồm có bốn bốn bước và trong đó thì nó mất khoảng từ 5 cho đến 7 ngày thì đầu tiên là mình sẽ đăng ký cái mã số đó mình khai báo lên trung tâm lưu ký của mình và mình đưa ra những cái mình chờ những cái thời điểm mà để cho trung tâm lưu ký họ xét duyệt cái hồ sơ của mình nó mất khoảng từ 5 cho đến 7 ngày và những cái vấn đề này thì chứng khoán FPT và Dũng sẽ là người trực tiếp hỗ trợ anh chị à, các anh chị chỉ cần những cái vấn đề này em nghĩ là các anh chị nên cần để làm việc trực tiếp với dũng để dũng tư vấn cho các anh chị để vấn đề về mở mở tài khoản theo đúng quy định của pháp luật. Cái thứ hai nữa là có một cái có một cái ngân hàng để giao dịch giao dịch trong nước và giao dịch nước ngoài. Cái thứ ba nữa nếu như anh chị cảm thấy khó quá hoặc là nếu như anh chị thứ nhất là không về được không về nước được hoặc các anh chị về nước được nhưng mà thời gian không cho phép để làm những cái chuyện đó hoặc là các anh chị về nước được nhưng anh chị không phải là có chứng minh nhân ở Việt Nam thì còn một bức cách thứ ba đó là anh chị mở tài khoản cho người thân nhưng anh chị lưu ý mở tài khoản cho người thân á, thì anh chị vẫn giao dịch được nhưng mà sau này tiền anh chị rút ra đó thì phải rút ra theo tài khoản đứng tên của người thân hoặc anh chị có thể mua một cái tốt cần cạc tức là cái cái mã OTP 30 giây sẽ đổi 6 chữ số một lần thì cái này nó trị giá khoảng năm 499.000 và cái này anh chị hoàn toàn có thể chuyển tiền ra mặc dù ví dụ như là anh chị đứng tên người thân đó là đứng tên mẹ mình đứng tên em gái mình đứng tên chị gái anh trai nhưng mà anh chị có cái tốc cần cạc này anh chị hoàn toàn có thể rút tiền từ tài khoản anh trai mẹ ba mẹ chị gái và anh chị hoàn toàn có thể rút ra cái tài khoản ngân hàng của nước sở tại hoặc là ngân hàng ở việt nam của các anh chị đó là ba cách để anh chị làm nhưng nhìn chung á, tất cả mọi thứ anh chị có thể liên hệ với dũng để dũng sẽ là người trực tiếp tư vấn cho anh chị về vấn đề đó để đưa ra cho anh chị được một cách để mà mở tài khoản một cách tối ưu nhất phù hợp với lại những cái điều kiện của mình nhất à, vì em tin rằng là cái dòng vốn của của các anh chị à, nước ngoài vẫn luôn luôn mong muốn về việt nam để tìm cơ hội đầu tư vì việt nam là một đất nước rất là phát triển thì ngoài cái việc mà em hỗ trợ trong trong vấn đề đó ra thì 2020 thì chứng khoán FPT cũng giảm phí giao dịch Tức là nếu anh chị đầu tư thì anh chị mất một cái phí đó là mình phải trả một cái phí. À, khi mình mua cổ phiếu, mình phải bán cổ phiếu thì mình sẽ phải trả một cái mức phí cho cho Ủy ban chứng khoán và cho công ty chứng khoán. Thì 2020 thì mức phí từ 0.15% xuống còn 0.1% à, tùy vào cái giá trị giao dịch. Thì mọi chi tiết các anh chị có thể xem xét về vấn đề là mở tài khoản ở ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng có thể là ở xa hoặc là anh chị nếu như không về được có thể mở tài khoản cho người thân hoặc anh chị về được nhưng không có chứng minh nhân ở Việt Nam và muốn mở tài khoản dưới đứng tên là người nước ngoài thì mọi chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436 Dũng sẽ là người trực tiếp tư vấn luật cho anh chị để làm những chuyện đó tư vấn cho anh chị về mở tài khoản ngân hàng nào để mình thực, thực hiện giao dịch nó, nó thuận tiện và tư vấn cho anh chị cả về danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và nền kinh tế vị này Dũng xin hết